Hello mọi người nha. Bây giờ là sáng ngày thứ 6, thứ 7 gì tên ghê rồi nè. Đây, đang lên trên nè. Sóng hiện tại vẫn đang là cấp độ 5, cấp độ 6 nè. Nó nhúng nhảy từ ở lưa hết. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn ba con mực nha. Đây. Thì đây là chủ nhân của ba con mực nè. Tối qua anh ba mình thức câu được ba con mực lá thiệt to. Giờ quay cho mọi người coi nè. Đây. Con này anh ba ước chân tầm bao nhiêu ký? 3 ký. Con này cỡ 3 ký nha. Một lá to bà thím luôn. Rồi. Ở đây. Nhìn cái cặp mắt của nó quét rồi nè. Chỗ ở đây cái dòng kia. Thì cái đầu này nấu cháo ăn mạch nghỉ. Hôm qua cái đầu con kia cỡ hơn 1 ký thôi mà ba anh em ăn le lứ ăn từ sáng từ chiều đến tối mà còn. Hiện tại đây con này nó tới 3 ký được. Đó, này nhìn rất là to, đỡ cái bàn tay mình vô nè. Không xi nhê gì hết. Đây. Mình đo lên nha. 1 gang của mình là 22 cm. Rồi nếu mà tính râu luôn là nó hơn 60 cm á. Còn tính với mình là tầm 40 rồi. Chù nó được. Ô mẹ ơi. Nhốt được rồi rớt không? Đấy, ui vô, nó ra túi nè. Còn ở đây có hai con mực nhỏ nữa nha. Vừa làm thịt. Giờ anh ba bắt đầu làm thịt, lấy túi ra nha nó. Nó sạch sẽ nè, nó bớt đen nè. Đây, hai con mực nhỏ nè. Nói nhỏ vậy thôi chứ con này cũng 4 5 lạng á. 4 lạng. Ừ, 4 lạng đó. Con này hấp nước dừa ăn nhức nách luôn. Sạc rồi muốn ăn được không? Còn giờ ăn cà lít bây giờ sạc rồi muốn ăn cái ăn không? Muốn ăn luôn. Cả luôn, tên kia có cái gì đâu nữa. Đây. Hiện tại là đây là anh em đang lạc rau muống. Rau muống ăn được ăn cà lít, ăn được thâu cho anh vậy. Đó, rau muống này xào với mực ăn cũng ngon lắm nha. Đây, nhìn con mực to nè. Quá phơi luôn. Bự vô độ. Mắt mực. Râu mực, mang mực. Con này mà xẻ ra là con này chắc cũng phải phơi khô chắc phải hơn ký á. Ừ. Hơn ký không? 3 ký mà phơi không được 1 ký hả? 3 ký là 1 ký. Ờ đó, 3 ký là 1 ký đó. Vậy là mất đi 2 ký, hàng chị bán mực này mắc vô độ. Siêu cái con mực của nó vậy nè. Nó vậy chắc phải bằng một đốt tay á. Tầm 1.5 cm, 2 cm gì đó nè. Chị bạch luôn anh em ạ. Chị bạch luôn á. Mẹ ơi. Ngồi xuống dưới đất con nhờ chắc ngồi tiếp. Đây là anh ba. Kinh nghiệm 20 mấy năm trong nghề đây. Còn anh em rạch leo muống đây là hơn 30 mấy năm trong nghề nè. Hôm qua là anh em có câu một đống mực lá nữa. Mực gì? Mực xa. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang làm lấy túi này nè. Nên lấy mấy con này ra thôi. Còn mấy kia anh không có quay. Chứ không là nhiều lắm. Đây cái túi đó nè. Một bọc túi đang thui. Không luôn. Rồi dùng cái đá đêm cho nó bảo quản con mực khỏi bị hư nè. Giờ rửa nó. Còn đây là bữa nào hắt anh tiếp. Con này nhìn cái cơm của nó dày kinh khủng. Cơm của nó nè tầm tới 1.5 cm hay 2 cm á. Cỡ một đốt lóng tay của mình cũng dở rồi. Cái dòng nè. Đây, cái túi của nó là nó đen hết con mực luôn. Không nhiều lắm anh. Còn cái đó quét rồi. Đây, hiện tại là đang xong xuôi chờ rửa lại nè. Còn đây là cái miệng mực cho bạn nào chưa biết nè. Đây. Đấy, hẻ cái miệng đi bên đây nè. Miệng mực thì trong miệng mực thì nó có cái răng mực. Đâu rồi? Miệng mực ở trong đây chứ. Ở dưới này chứ không? Ở cái miệng đó. Ở đây cái miệng nè, rồi ở trong này. Còn này là gì đây? Nó thở hả? Thở cái lỗ. À vậy là nhầm nha, cái lỗ này lỗ đi thở nè. Giọt tay vô là được luôn nè. Túi đồ đây hả? Túi nó xịt ra là trong cái lỗ đó. Đã nắp như mình vậy đó, không phải có cái lỗ. Đúng không? Lỗ này đó, chọt tay được cái bộ. Có lỗ anh em tích cả. Không có lỗ anh em đâu, chịu làm đâu. Rồi vậy. Lỗ anh em mới chịu khó đi làm kiếm tiền nhé. Đây. Hiện tại đó là có 2 tua dài và 10 tua, 8 tua ngắn nè. 10 râu. 10 râu, ở đây có cái mấy cái mắt con nó nè. Nó dít cho nè, để tay nó chết rồi mà nó vẫn dít nè. Nè anh ba. Nó có mấy răng nhám nhám nè, đó, nó dít. Mà nè, giờ xuống được cái mít ta quay cho, mà ôm cái mực này ta quay. Thôi, cưng em bé quá, mực bé quá.
Rồi, để nằm xuống vô đây xách lên nè. Xách lên được không ta? Cầm xách này rớt không? Đây, đây là con mực 3kg nha, của anh ba câu nè, mình hiện tại mình mượn mình xách lên chụp hình bự vô độ. Nó dài hơn cái mặt mình luôn đây. Quay vô. Mẹ ơi. Không, đi biển là nhiêu đây là niềm vui nè. Chứ còn không mà ra đây ăn gió nằm xương á, chả thấy gì hết, chủ yếu là cá mực nha. Đấy. Này là câu thôi, còn chưa có đánh lưới đâu. Nếu mà đánh lưới là nó lên một lần là mấy tấn hay là vài trăm tạ, 10 năm bảy tạ rồi đó. Quay mấy bạn coi mình nghĩ luôn. Trời. Còn đây mà. Không hello chào mấy bạn. Ừ, thôi hello chào mấy bạn, bây giờ chuẩn bị buổi trưa nha. Quay quá hết giờ nè. Quay vô. To vô độ đó. Quay vô mẹ ơi, quay vô con mực, con mực. Con mực đang to hơn cái bắp đùi của mình luôn nè. Quay cái khác ra quay kia. Ồ, đã quá mấy anh em ơi. Trời ơi, hôm nay lại xây nữa rồi. Đó, còn đây là cánh biển. Cánh biển thì mỗi ngày như mọi ngày nó cứ bấp bênh nhấp nhô vậy thôi. Có gì hết. Còn chủ yếu là ban đêm. Ban đêm nó tối thui nhưng mà được cái câu cá mực lên là rất là vui luôn. Còn đây chắc anh ba câu hồi lúc 2 giờ sáng không? Con này câu lên từ 11 giờ nha. Còn cái lúc mà 8 9 giờ là anh em thấy hai con đó đúng không? Chắc con này phải không? Đó, con này thấy nhìn dưới nước nè, nó rất là bự luôn, giờ câu lên nó còn bự hơn nữa. Ui xiêu cái đống thịt. Thịt này nhai nát hả? Con mười mấy ký vậy con này còn nhỏ. Đây. Hiện tại anh ba nói là con này là cũng bình thường thôi, các con nó tầm mười mấy ký lận. Còn nếu mà cái con mực gì mà anh kêu đi lưới rút á, con mực ra 11kg luôn à. Chùm 11kg là phải sắp 4 lần, con này chỉ có 3kg thôi. 3kg mà nhìn nó phê rồi ha. Quay siêu. Rồi sắp lên nha mấy bạn, chim nướng lần nữa rồi xuống video nè. Đấy. Ui vô, mẹ ơi đang tịch luôn nè. Mắt nó nè, đó, mắt nó nhìn mấy bạn nè, đấy. Phê chưa, ui vô, mẹ ơi. Rồi, con này là giờ cắt chứ không có ăn nha. Hai nhỏ. Ừ, giờ ăn hai nhỏ là sao đó, muốn ăn là muốn le lưỡi rồi, hai nhỏ là gần cả ký rồi. Thôi mình xin dừng clip tại đây. Wow. Thì hiện tại là đây là anh Năm nè, anh Năm đã thành công với cái món mực xào rau muống. Đây mình quay cận cảnh cho mấy bạn xem luôn nè. Đấy, hiện tại là hai con mực này là hai mực mignon đó nha, còn mực khổng lồ là không có đụng tới á. Hai con này chắc cũng phải 8 lạng gần cái ký nè. Ra biển mà được một chảo mực này là nhức nách nha. Còn đây là cái ly rượu chút chích của anh Nam. Anh Nam nè, ngày nào cũng chích đi. Cũng chích hai mắt, giờ rót nước một mắt à. Đấy. Mặt ra đây, đúng mà chân miệng thì kẻ tháo khỏi đây tôi không nổi. Đây, đây là biển nè. Anh ba cực khổ kìa. Đó ra. Bập bền đây. Đây anh ba này, anh cơm anh ba ơi. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Đấy, chấm này nhức nách. Quay xô nó ngon. Rồi còn rút đấy, quá tuyệt vời. Không mà cứ quay anh ba nó ra đâu. Cứ cỡ qua kim. Đây, mời các bạn nha. Ngon, chết mắt. Rồi, xuống máy này nha.